phim bắt đầu bằng cách giới thiệu một người tên là Dong Cheol, một người nhập cư bất hợp pháp từ Triều Tiên, sống trong một khu ổ chuột ở Hàn Quốc. Một cựu phóng viên nữ tên là Kyung Hee đang thực hiện một bộ phim tài liệu về những người nhập cư từ Triều Tiên. Những người quyết định rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Hàn Quốc, cố gắng tiếp cận Dong Cheol để làm nguồn tin. Tuy nhiên Dong Cheol dường như phớt lờ cô ấy. Đồng nghiệp của Kyung Hee gợi ý rằng cô nên tìm một người khác dễ tiếp cận hơn, nhưng Kyung Hee vẫn kiên quyết muốn Dong Cheol làm nguồn tin của mình. Vì Kyung Hee thường hay bí mật theo dõi Dong Cheol, quan sát các hoạt động của anh ta suốt cả ngày. Công việc hàng ngày của Dong Cheol là một anh tài xế, nơi mà treo bức ảnh của con gái lên kính chắn gió mỗi khi lái xe để anh luôn có động lực trong cuộc sống. Một đêm nọ, Dong Cheol gặp một ông già tên Gun Ho, cũng là người nhập cư thành công từ Triều Tiên và hiện là chủ một công ty. Gun Ho biết rất rõ về Dong Cheol trước đây là một điệp viên cao cấp của Triều Tiên, nhưng đã quyết định đào tẩu sang Hàn Quốc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dong Cheol sau đó lái xe đưa Gun Ho về nhà, nơi một nhân viên của Gun Ho đưa cho Dong Cheol một mẩu giấy ghi tên và địa chỉ của mình, vì Gun Ho biết rằng Dong Cheol đang tìm kiếm gia đình của anh. Gun Ho cũng đưa cho Dong Cheol một tấm séc tiền mặt để giúp đỡ anh trang trải cuộc sống. Khi chuẩn bị đi về nhà, Dong Cheol cảm thấy có điều gì đó không ổn và nhìn vào các camera được lắp đặt xung quanh ngôi nhà. Trong khi đó, một người đàn ông xuất hiện và vào phòng của Gun Ho đang ngủ say. Người đàn ông này sau đó tiêm thuốc an thần cho Gun Ho, lấy kính của ông và đặt chúng vào hộp, rồi tiêm một thứ gì đó vào lòng bàn chân của ông. Người đàn ông nhìn xung quanh và nhận thấy có người khác trong phòng chính là Dong Cheol. Không chỉ người đàn ông này bất ngờ trước sự hiện diện của Dong Cheol, mà cả đội tình báo quốc gia Hàn Quốc do một người tên là Suk Ho dẫn đầu cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dong Cheol. Suk Ho và đội của anh đã theo dõi Gun Ho từ lâu và người đàn ông này là tay sai của Suk Ho. Không chút do dự, Dong Cheol sau đó vào đấu tay đôi với người đàn ông cho đến khi hắn cuối cùng bị giết chết. Gun Ho đang hấp hối yêu cầu Dong Cheol lấy hộp kính của mình và chôn đi nó vì nó rất quan trọng. Suk Ho sau đó cử cảnh sát đến nhà Gun Ho trong khi Dong Cheol vẫn còn ở đó. Cảnh sát đến ngay lập tức hiện trường. Một trong những cảnh sát sau đó yêu cầu Dong Cheol giao nộp hộp kính của Gun Ho, ám chỉ rằng viên cảnh sát này là người của Suk Ho. Nhận ra điều này, Dong Cheol lập tức chống trả và cố gắng chạy trốn khỏi đó. Sau khi Dong Cheol trốn thoát thành công với những món đồ quan trọng mà họ đang tìm kiếm, Suk Ho ra lệnh dọn dẹp hiện trường vụ án bằng cách xử tất cả những người còn sống trong nhà Gun Ho, với mục đích khiến Dong Cheol trở thành nghi phạm chính trong vụ ám sát chủ tịch tập đoàn. Sau đó Suk Ho quyết định liên lạc với một trong những đặc vụ của cục tình báo quốc gia, một người đàn ông tên là Seo Hun, người rất giỏi trong việc truy bắt các đặc vụ bí mật từ Triều Tiên. Khi biết rằng nhiệm vụ của mình là bắt giữ Dong Cheol, Seo Hun rất phấn khích vì anh ta hiểu rõ người này và đã từng đối mặt với Dong Cheol trước đây. Ngày hôm sau Dong Cheol nhận ra rằng mình đang bị theo dõi, sau đó anh ta đến gặp Kyung Hee và đồng nghiệp của cô đang chờ trong xe để theo dõi Dong Cheol như thường lệ. Dong Cheol lên xe và yêu cầu Kyung Hee tăng tốc. Kyung Hee nghĩ rằng Dong Cheol đã thay đổi ý định và sẵn lòng phỏng vấn khiến cô rất hào hứng. Trên đường đi, Kyung Hee cố gắng thuyết phục Dong Cheol rằng cô sẵn sàng làm nguồn tin để giúp những người nhập cư Triều Tiên khác, những người chọn ở lại Hàn Quốc để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng Dong Cheol không nói gì. Ở một nơi khác, Suk Ho và Seo Hun tham dự một cuộc họp với các sĩ quan quân đội để thảo luận về vụ ám sát chủ tịch tập đoàn. Suk Ho đã chuẩn bị một đội và cũng cử Seo Hun, người sẽ lãnh đạo chiến dịch bắt giữ kẻ giết người được biết đến là cựu đặc vụ bí mật của Triều Tiên tên là Dong Cheol. Sau cuộc họp, Seo Hun hỏi tại sao Dong Cheol lại phải bắn Gun Ho và người của ông ta chứ. Nhưng Suk Ho yêu cầu Seo Hun đừng suy nghĩ về điều đó và chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ này, Seo Hun sẽ được hỗ trợ bởi một người đàn ông tên là Jo, từng cấp dưới của anh khi còn trong quân đội, rất giỏi trong việc nghe lén. Jo sau đó tập hợp tất cả các thành viên trong đội và bắt đầu giải thích cho họ biết Dong Cheol thực sự là ai. Dong Cheol xuất thân từ một trại huấn luyện quân sự ở một thị trấn nhỏ phía tây Bình Nhưỡng, nơi được xem là trại huấn luyện quân sự khắc nghiệt nhất ở Triều Tiên. Bất kỳ ai đã trải qua trại huấn luyện quân sự này sẽ ngay lập tức gia nhập lực lượng tinh nhuệ và được gửi ra nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Dong Cheol được biết đến là điệp viên giỏi nhất và cứng rắn nhất của Triều Tiên, điều này khiến các đặc vụ từ các cơ quan tình báo khác trên thế giới đều gặp nhiều khó khăn. Dong Cheol rất giỏi và luôn có thể trốn thoát ngay cả khi bị cả CIA và Interpol bao vây, chuyện đã từng xảy ra vào năm 2009 tại Hồng Kông. Khi các đặc vụ bí mật Hàn Quốc do Seo Hun dẫn đầu đang theo dõi một con tàu chở hàng vũ khí được Triều Tiên buôn lậu vào Trung Quốc, Dong Cheol được giao nhiệm vụ bảo vệ con tàu này. Do sau đó nói rằng Dong Cheol đã một mình hạ gục tất cả các thành viên của Seo Hun, điều này chứng tỏ Dong Cheol là một người vô cùng nguy hiểm và họ cần phải cực kỳ cảnh giác. Trong khi đó, Dong Cheol đã lẻn ra khỏi xe của Kyung Hee trong lúc kẹt xe và hòa vào đám đông trên đường, hướng đến địa chỉ mà người của Gun Ho đã đưa cho anh tối qua. Tại trụ sở của cơ quan tình báo quốc gia, Seo Hun ra lệnh truy tìm tất cả những ai đã liên lạc với Dong Cheol trong vài năm qua. Theo điều tra của cảnh sát, Dong Cheol đã bị xác định là nghi phạm chính trong vụ giết Gun Ho và người trong nhà của ông ta, vì họ đã tìm thấy dấu vân tay của Dong Cheol trên vũ khí. Một thành viên trong đội báo cáo với Seo Hun rằng Dong Cheol đã bị nhìn thấy cách đây một giờ cùng với một cựu phóng viên nữ tên là Kyung Hee. Sau khi ra lệnh cho cấp dưới của mình không được làm hại Kyung Hee, Jo thông báo với Seo Hun rằng Kyung Hee đang làm một bộ phim tài liệu về những người nhập cư Triều Tiên, những người đã đào tẩu khỏi quê hương và chọn sống ở Hàn Quốc. Seo Hun thẩm vấn Kyung Hee và hỏi tại sao cô lại chọn Dong Cheol làm nguồn tin, nhưng Kyung Hee không trả lời. Khi Seo Hun nói với cô rằng Dong Cheol có liên quan đến vụ sát hại chủ tịch tập đoàn Jeju, Kyung Hee và đồng nghiệp của cô rất sốc vì không biết điều này.
Ở một nơi khác, Súc Hô cử một người đàn ông tên là Rong để giành lại cặp kính của Gun Ho, thứ mà Đông Treo đã lấy vì thực ra mục đích chính của Súc Hô là chiếc kính đó, nhưng kế hoạch này đã bị Đông Treo phá hỏng. Rong báo cáo với Súc Hô rằng anh đã tìm thấy một mảnh giấy ghi tên và địa chỉ của một người tên là Lee Wang-jo tại nhà của Đông Treo. Qua điều tra thêm, Lee Wang-jo cũng là một cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên, người đã thành công đào tẩu và hiện nay đã trở thành công dân Hàn Quốc. Súc Hô ra lệnh cho một tay bắn tỉa theo dõi Lee Wang-jo vì rất có thể Đông Treo sẽ gặp người này. Trong khi đó, Đông Treo cố gắng liên lạc với người quen của mình, nhưng Seo Hun đã nghe lén tất cả các cuộc gọi của Đông Treo và can thiệp vào để nói chuyện trực tiếp với anh ta. Khi nghe thấy giọng của Seo Hun, Đông Treo ngay lập tức nhận ra anh là một đặc vụ bí mật Hàn Quốc, người mà anh đã gặp trong một nhiệm vụ ở Hồng Kông năm 2009. Hóa ra lúc đó Đông Treo đã không xử Seo Hun, mặc dù anh ta đã đối mặt trực tiếp với Đông Treo và bị thương khá nặng. Đông Treo đã quyết định tha mạng cho Seo Hun khi biết rằng Seo Hun cũng có vợ con đang chờ ở nhà giống như anh ta. Seo Hun nói rằng anh sẽ săn lùng Đông Treo khắp mọi nơi vì anh còn một món nợ phải trả. Nhưng Đông Treo khẳng định mình vô tội và bị oan. Tất nhiên là Seo Hun không tin lời anh. Đông Treo sau đó kể về kẻ sát nhân mà anh đã gặp ở nhà Gun Ho và những người đang truy đuổi chiếc kính của Gun Ho rồi yêu cầu Seo Hun hãy đi điều tra. Đông Treo muốn có thêm chút thời gian để điều tra một việc gì đó và hứa sẽ tự giao nộp mình sau đó. Sau khi đưa cho Seo Hun một địa chỉ và yêu cầu anh ta đến đó, Đông Treo cúp máy trước khi Seo Hun và đội của anh có thể lần ra vị trí của mình. Sau đó Kyung Hee xông vào và nói với Seo Hun rằng Đông Treo đang truy lùng kẻ đã giết vợ và con gái của anh. Cuối cùng Đông Treo tìm thấy địa chỉ của Lee Wang-jo, lẻn vào nhà của anh ta và chạm trán với anh ta khi anh ta đang gọi điện thoại. Sau khi lấy được khẩu súng của Wang-jo, Đông Treo hỏi anh về vợ và con gái của mình. Cả hai nói chuyện mà không biết rằng đang bị một tay bắn tỉa do Súc Hô gửi đến theo dõi, người này đã sẵn sàng bắn Đông Treo. Khi Đông Treo sắp bắn Wang-jo, anh ta yêu cầu lấy một cây bút và viết điều gì đó lên tay mình để cho Đông Treo xem. Khi Đông Treo tiến lại gần hơn, đột nhiên một tia sáng lóe lên trước mặt anh, khiến anh nhận ra sự hiện diện của tay bắn tỉa và kịp thời né tránh viên đạn. Đông Treo lấy điện thoại di động của Wang-jo và bỏ chạy khỏi đó. Trong khi đó, Wang-jo cùng vợ đã trốn thoát thành công, còn Rong và đồng đội bắt đầu truy đuổi Đông Treo. Biết rằng có bên thứ ba can thiệp vào nhiệm vụ bắt giữ Đông Treo, Seo Hun vô cùng tức giận vì lẽ ra anh và đội của mình phải là những người duy nhất được giao nhiệm vụ này. Seo Hun ra lệnh cho đội vẫn tiếp tục di chuyển và săn lùng Đông Treo. Khi đang chạy trốn, Đông Treo vô tình gặp phải tay bắn tỉa đang cố giết mình và nhận ra rằng tay bắn tỉa này từng là cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên hiện đang làm việc cho Súc Hô. Cả hai sau đó lao vào đánh nhau ác liệt trong đám đông cho đến khi Đông Treo cuối cùng cũng hạ gục được tay bắn tỉa. Seo Hun đã chứng kiến cảnh này, trở nên nghi ngờ vì tay bắn tỉa không phải là thành viên trong đội của mình và anh ta cho rằng Súc Hô đã cử một đội khác để bắt Đông Treo mà không cho anh biết. Seo Hun sau đó đến gặp Súc Hô và đưa cho anh ta một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và Đông Treo, trong đó đề cập đến việc Đông Treo bị biến thành kẻ thế thân và những người khác đang truy lùng cặp kính của Gun Ho. Tuy nhiên Súc Hô phớt lờ lời cảnh báo của Seo Hun và chỉ đơn giản nói rằng anh ta nhận lệnh từ cấp trên và không tiết lộ thêm. Seo Hun thực ra đã biết về việc Súc Hô kiểm soát các cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên, những người đã đào tẩu và thuê họ đổi lấy việc được tị nạn ở Hàn Quốc. Nhưng Súc Hô dường như không quan tâm lắm đến điều này và yêu cầu Seo Hun làm công việc của mình như đã được giao. Sau khi phát hiện rằng Súc Hô đang di chuyển với lực lượng riêng của mình, Seo Hun đã yêu cầu cho điều tra thêm về vụ giết Gun Ho để chứng minh lời của Đông Treo rằng anh ta bị đổ tội. Seo Hun bắt đầu điều tra báo cáo pháp y về dấu vân tay và nguyên nhân cái chết của Gun Ho, bằng cách đe dọa trưởng nhóm pháp y của cảnh sát rằng ông ta sẽ mất việc nếu bị phát hiện đã gian lận trong báo cáo pháp y tại hiện trường. Trong khi đó, do điều tra quá khứ của Đông Treo, người đã biến mất sau khi từ bỏ nhiệm vụ ở Hồng Kông. Đông Treo thực sự đã cố gắng quay trở về đất nước mình, nhưng anh ta bị coi là kẻ phản bội và sẽ bị tử hình. Sau khi trải qua sự tra tấn dã man và chuẩn bị xử tử bằng cách treo cổ, Đông Treo phát hiện ra rằng vợ và con gái của mình đều đã bị sát hại. Đông Treo quyết tâm rằng anh sẽ không chết trước khi trả thù cho cái chết của gia đình mình. Cuối cùng Đông Treo đã trốn thoát khỏi cảnh bị treo cổ. Do lần ra gia đình của Đông Treo tại một nơi trú ẩn ở Trung Quốc, nơi mà Wang-jo được lệnh xử tử tất cả những người trong nơi trú ẩn đó. Tuy nhiên khi nhìn thấy vợ và con gái của Đông Treo, người từng là đồng đội của mình, Wang-jo không thể bóp cò súng giết họ. Cuối cùng một đặc vụ khác đến và thực hiện nhiệm vụ, Wang-jo giết người đó luôn và trốn sang Hàn Quốc làm việc cho Súc Hô. Trong khi đó, Đông Treo hồi tưởng về khoảng thời gian bên vợ mình. Khi đối mặt với Wang-jo tại nhà của anh ta, Wang-jo viết lên tay mình dòng chữ con gái của anh vẫn còn sống. Điều này khiến Đông Treo quyết tâm tiếp tục chiến đấu để tìm lại đứa con gái thất lạc. Đông Treo sau đó gọi cho Seo Hun, yêu cầu anh ta tìm Wang-jo và trao đổi anh ta để lấy cặp kính mà Súc Hô đang cần. Ban đầu Seo Hun từ chối, nhưng Đông Treo tiết lộ rằng cặp kính của Gun Ho chứa đựng một bí mật quan trọng mà cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều muốn có. Trong khi đó, do phát hiện ra mối liên hệ với Kyung Hee, người hóa ra đang điều tra các vi phạm do Súc Hô thực hiện khi tuyển dụng các cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên đã đào tẩu. Kyung Hee kiên quyết tiếp cận Đông Treo vì Súc Hô từng đề nghị anh ta làm việc cùng nhưng Đông Treo từ chối. Kyung Hee sẽ cố gắng phanh phui sự việc nếu Đông Treo đồng ý cung cấp tất cả thông tin về việc Súc Hô tuyển dụng các cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên. Seo Hun bắt đầu nghi ngờ rằng Súc Hô đang tham gia vào những việc này và hành động một mình để đạt được lợi ích riêng mà không phải vì đất nước. Đông Treo sau đó gọi cho Kyung Hee và yêu cầu cô gặp tại một nơi nào đó.
Sau khi đánh lừa người của Suk Ho và cả Seo Hun, Dong Cheol đưa Kyung Hee đến một nơi và yêu cầu cô ghi lại bí mật đằng sau cặp kính của Gun Ho, đó chính là công thức chế tạo vũ khí hóa học bí mật. Kyung Hee cũng ghi lại lời tuyên bố của Dong Cheol rằng anh ta không phải là kẻ giết người. Sau đó Kyung Hee hứa sẽ giúp Dong Cheol xóa bỏ mọi cáo buộc. Trong khi đó Suk Ho tức giận khi biết Wang Jo đã nói với Dong Cheol rằng con gái của anh ta vẫn còn sống. Suk Ho sau đó ra lệnh cho Wang Jo giết Dong Cheol, Kyung Hee và cả Seo Hun. Không mất nhiều thời gian để Wang Jo tìm ra chỗ ở của Kyung Hee, hơn nữa anh ta còn được hỗ trợ bởi Kim, một cựu đặc vụ bí mật Triều Tiên cũng làm việc cho Suk Ho. Công thức vũ khí hóa học sau đó được Kim lấy đi và anh ta rời đi ngay lập tức, trong khi Wang Jo chuẩn bị giết Kyung Hee. Dong Cheol nhanh chóng xông vào và tấn công Wang Jo ngay lập tức. Một trận đấu nảy lửa diễn ra cho đến khi Dong Cheol cuối cùng đánh bại được Wang Jo. Trước khi chết, Wang Jo tiết lộ rằng con gái của Dong Cheol vẫn còn sống và đã bị Suk Ho bán sang Trung Quốc. Đồng thời Wang Jo cũng cho biết chính Suk Ho là người ra lệnh ám sát chủ tịch của tập đoàn Gun Ho. Ở một diễn biến khác, Seo Hun thu thập được bằng chứng cho thấy Dong Cheol không liên quan đến vụ ám sát chủ tịch tập đoàn Gun Ho. Anh ta tìm thấy một vỏ đạn trống có dấu vân tay của ai đó gần thi thể của nạn nhân. Seo Hun sau đó tìm thấy Kyung Hee và thông báo cho cô rằng anh đã biết lý do thực sự Kyung Hee thực hiện phim tài liệu về những người nhập cư Triều Tiên. Anh đề nghị giúp đỡ cô với điều kiện cô phải đi cùng anh. Kyung Hee đồng ý và gọi cho đồng nghiệp để mang cho cô những chiếc đĩa CD chứa các video quan trọng mà cô đã ghi lại trong quá trình điều tra Suk Ho. Trong khi đó, do thông báo cho Seo Hun rằng Suk Ho có ý định bán công thức vũ khí hóa học cho một tay buôn vũ khí ở Trung Đông với giá cực cao. Sau khi Kim giao công thức vũ khí hóa học cho Suk Ho, ông ta ra lệnh cho Kim giết Dong Cheol. Dong Cheol cố gắng trốn thoát khỏi các cuộc truy đuổi của người của Suk Ho, trải qua một cuộc truy đuổi đầy căng thẳng cho đến khi anh đối mặt với Kim trong một tình huống cả hai va chạm xe với nhau. Trong vụ tai nạn đó, Dong Cheol may mắn sống sót trong khi Kim thiệt mạng. Dong Cheol đã thoát được bằng cách nhảy xuống sông. Ở một nơi khác, Kyung Hee và Seo Hun đang điều tra các bản sao của công thức vũ khí hóa học từ kính của Gun Ho tại một phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, Suk Ho trao công thức cho người mua của mình, người sẵn sàng chi một số tiền lớn để có được công thức. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, người mua muốn kiểm tra xem liệu công thức này có thực sự là công thức chế tạo vũ khí hóa học hay không. Bất ngờ thay, công thức này không phải là công thức như mong đợi của Suk Ho, mà là một công thức hóa học có thể làm phân bón cho cây lúa mì, giúp cây trồng này có thể phát triển trong bất kỳ điều kiện nào. Người mua ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận và đuổi Suk Ho ra khỏi xe. Cảm thấy mình bị lừa, Suk Ho gọi điện cho giám đốc và mắng mỏ ông ta vì đã cung cấp thông tin sai lệch. Suk Ho yêu cầu giám đốc xong bồi thường mọi thiệt hại và đe dọa sẽ biến ông ta thành nghi phạm trong vụ giết Gun Ho nếu không làm theo yêu cầu của Suk Ho. Sau đó Suk Ho tổ chức một cuộc họp báo trước tòa nhà cơ quan tình báo quốc gia, nơi ông sẽ công khai vụ án chấn động. Các phóng viên có mặt tại cuộc họp báo sửng sốt khi thấy Dong Cheol xuất hiện, ngay lập tức chĩa súng vào Suk Ho. Dong Cheol đã bắt Suk Ho làm con tin và đưa ông vào trong tòa nhà, khóa tất cả các cửa. Trong khi đó, cảnh sát và các đặc vụ bao vây tòa nhà từ mọi phía và chuẩn bị để phục kích Dong Cheol. Dong Cheol đe dọa Suk Ho yêu cầu ông khai ra nơi con gái của mình đang ở. Khi Suk Ho từ chối, Dong Cheol đã bắn vào chân Suk Ho. Vệ sĩ của Suk Ho lao vào và tấn công Dong Cheol, mặc dù thế trận khá cân sức nhưng Dong Cheol vẫn xử lý được. Không lâu sau, Seo Hun xông vào và đánh Suk Ho vì đã biết rõ về ông ta, người đã tuyển mộ các đặc vụ Triều Tiên cũ để phục vụ cho lợi ích cá nhân và bán con gái của Dong Cheol sang Trung Quốc. Suk Ho dường như không sợ hãi và đe dọa Seo Hun, trong khi đó với sự trợ giúp của Jo và đồng đội, Kyung Hee đã khám phá ra sự thật về vụ án cũng như bằng chứng liên quan đến Suk Ho và giám đốc Song, những người đã hợp tác để loại bỏ Gun Ho và bán vũ khí hóa học cho một tay buôn vũ khí. Suk Ho khi biết rằng tất cả những việc xấu của mình đã bị Kyung Hee phơi bày công khai, ngay lập tức bắn súng vào Seo Hun nhưng khẩu súng đã hết đạn và Suk Ho bị Seo Hun đánh lại. Dong Cheol sau đó xuất hiện và ngăn Seo Hun lại vì anh vẫn còn việc với Suk Ho. Anh lại yêu cầu Suk Ho khai ra nơi con gái mình đang ở nhưng Suk Ho một lần nữa từ chối. Suk Ho sau đó mở cửa sổ và một đội lính bắn tỉa đã sẵn sàng ở phía đối diện tòa nhà ngắm vào Dong Cheol. Suk Ho cười lớn, cảm thấy mình vẫn đang nắm quyền kiểm soát, sau đó yêu cầu Seo Hun giết Dong Cheol để đổi lấy việc làm sạch danh tiếng của mình. Nhưng Seo Hun đã chán ngấy Suk Ho và đưa khẩu súng cho Dong Cheol. Cuối cùng Dong Cheol đã bắn chết Suk Ho tại chỗ. Dong Cheol cuối cùng bị bắt và được Seo Hun dẫn về xe của mình qua đám đông. Dong Cheol nhìn Kyung Hee, dừng lại và mỉm cười với cô, cúi đầu để cảm ơn Kyung Hee vì tất cả những gì cô đã làm để giúp đỡ anh. Trước khi rời đi, Jo đưa cho Seo Hun ổ cứng chứa tất cả các tội ác của Suk Ho cùng với một mảnh giấy ghi địa chỉ. Trên đường đi, Seo Hun cho Dong Cheol xem một bức ảnh gia đình vì nhờ nó Dong Cheol đã không giết anh. Seo Hun dự định đền đáp cho Dong Cheol bằng cách tìm địa chỉ nơi con gái của anh đang ở Trung Quốc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Seo Hun bị Jo chất vấn và bị coi là sơ suất vì Dong Cheol đã thoát khỏi sự giám sát của anh. Kyung Hee trở lại làm phóng viên truyền hình và thông báo rằng Triều Tiên đã thành công trong việc có được công thức tăng sản lượng lúa mì để đáp ứng nhu cầu thực phẩm. Trong khi đó, Dong Cheol đến Trung Quốc và tìm được nơi ở của con gái mình. Bộ phim kết thúc bằng cảnh Dong Cheol vào một trang trại nơi những người bị bắt cóc, trong đó có con gái anh.